Hơn 3 tháng sau khi ra mắt NVX-155, Yamaha vừa tung thêm phiên bản NVX-125 ra thị trường Việt Nam. Khi được hỏi lý do ra mắt phiên bản 125 phân khối của chiếc xe NVX, ông Masaya Hoyo, trưởng phòng marketing của Yamaha Việt Nam cho biết, do bản 155cc phải chịu 20% thuế tiêu thụ đặc biệt, và với bản 125cc, Yamaha có thể giảm được giá bán và gia tăng doanh số, cùng với đó nhóm khách hàng sẽ mở rộng hơn. Ông Hoyo cũng cho biết, NVX-125 trình làng chính là để cạnh tranh trực tiếp với Honda E-Block 125 ở Việt Nam. Trước một đối thủ mạnh từ Honda, dòng xe thay thế Novo liệu có cơ hội để cạnh tranh? Trước khi NVX-125 xuất hiện, trong thời gian dài hơn 10 năm, Yamaha Novo luôn bị Honda E-Block vượt mặt về doanh số. Thị phần của Honda E-Block lên đến 90%, với doanh số đỉnh điểm là gần 460.000 xe một năm. Trong khi đó, Yamaha Novo theo chiều ngược lại, liên tục suy giảm, từ mức thị phần khoảng 50% với gần 160.000 xe bán ra vào năm 2010. Novo chỉ đạt doanh số 90.000 xe vào năm 2013, giảm xuống gần 50.000 xe trong 2 năm tiếp theo. Trong hơn 10 tháng đầu năm 2016, đó là thời gian trước khi bị khai tử, doanh số của Yamaha Novo chỉ đạt 31.000 xe, tương đương 2.800 xe một tháng, và chỉ bằng 10% so với doanh số của đối thủ Honda E-Block. Ngoài động cơ Blue Core, NVX-125 vẫn duy trì những tính năng mới trên NVX-155 như mặt đồng hồ điện tử LCD 8 inch, cổng sạc điện thoại, ổ khóa thông minh hay chức năng ngắt động cơ tạm thời. Ngoại trừ mặt đồng hồ và cổng sạc điện thoại, các tính năng còn lại không mới. Hơn nữa, một trang bị được đánh giá cao trên NVX-155 là hệ thống chống bấu cứng phanh ABS, lại không có trên NVX-125. Điều này làm giảm đáng kể sức cạnh tranh của NVX-125 so với Honda E-Block. Yamaha NVX-125 chỉ có một phiên bản cùng 4 màu sắc, với mức giá là 41 triệu đồng. Trong khi đó, đối thủ Honda E-Block 125 có 4 phiên bản, bao gồm phiên bản thể thao, cao cấp, đen mờ đặc biệt và xương tự tính. Giá bán của E-Block 125 là từ 39 đến 41 triệu đồng. Có thể thấy, giá bán của NVX-125 tương đương phiên bản tự tính của Honda E-Block 125. Có thể thấy, không quá vượt trội về mặt tiện ích và trang bị, NVX-125 nhiều khả năng sẽ gặp khó như mẫu xe Novo trước đây trong cuộc đua với Honda E-Block 125. Đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo.